quả rất to nhá, độc đáo đấy nhá. Cây này rất cần cái bình to này. À đấy ạ. Cái bình to này bao nhiêu tiền vậy? Đó. Cái bình to này thì bao tiền ạ? 3 triệu. 3 triệu. Cái này 3 triệu rưỡi. Thế còn những cái nhỏ nhỏ thì sao? Nhỏ tầm 150 là 600. 100. Cho nằm luôn. Nằm con khó này. Bây giờ xin chào các bác, quý cô chú anh chị. Tôi đang có mặt ở trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Những như là thường lệ, cái khu vực này thường xuyên tổ chức bày bán những cái mặt hàng Tết, đào quất mai, rồi là đào rừng, đào cành. Đó. Thì đây cũng là một trong những cái địa điểm rất là sầm uất, sôi động cho những cái gian hàng Tết hàng năm, vì nó không gian rất là rộng rãi. Đó. Rất là lý tưởng để bày bán. Hôm nay tôi xin phép được đưa tin những cái mặt hàng phục vụ Tết, bonsai cây cảnh chào xuân, để anh em cô chú anh chị gần xa được thưởng thức cái không khí mùa xuân. Tôi cái giai đoạn này tôi thích đưa những cái tin, những cái bài, những cái phóng sự về những cái mặt hàng Tết đó. Đào quất mình rất là thích. Ở đây tôi vừa nãy tôi đi một vòng lướt cho các bác xem sơ bộ, nó chưa lên hết hàng đâu, nhưng mà như thế là rất là khí thế rồi. Hôm nay là ngày 12 tháng chạp rồi, rất là sát Tết rồi. Năm nay anh em nào mà chơi sớm thì có thể chơi được cả Tết âm lẫn Tết dương. Đấy, bởi vì Tết âm với Tết dương nó cách nhau không đầy một tháng. Đấy, có một cái quất rất là độc đáo, tôi phải vào để ngắm nghía ngay. Một cái cây quất có cái cây, nó kiểu như là cây, anh em chơi cây giáng tùng thôi nha. Có cây tử ở dưới. Cây tử này đang được chăm sóc, nếu mà nó có quả ấy và được lắc lượn một xíu thì tuyệt vời. Với cây quất nó phải cao tầm tầm 1m66 nhỉ, 66-67, quả tương đối to. Cây tử này mà có quả đẹp quá, có một quả. Cây nhà mình hả bác? Cây độc đáo quá nhỉ. Cây này bao tiền đấy? 3 triệu rưỡi. Cây này cũng thấy có cuống mà sao lại không để quả bác nhỉ? Cũng thấy có cuống mà không để quả nhỉ? Dáng rất là cắt giật như cây thế nhỉ, cây cảnh. Tử này mà xong thì đẹp lắm. Thằng tắp. Quả rất to nhá. Độc đáo đấy nhỉ. Cây này rất cần cái bình to này. À đấy ạ. Cái bình to này bao nhiêu tiền vậy? Đó. Cái bình to này thì bao tiền ạ? 3 triệu. 3 triệu. Cái này 3 triệu rưỡi. Thế còn những cái nhỏ nhỏ thì sao? Nhỏ tầm 150 là 600. 150-600. Hợp lý nhỉ. Đây của nhà mình tất rồi bác. Đúng, cái to. Cái dáng truyền thống kia thì bao nhiêu? Cái kia có phải ở bên nhà mình không? Đấy, cái to thì đây. Cái to tướng hết rồi. À, cái to nhất thì bao nhiêu tiền? Cái loại mà chậu xi măng kìa. Chậu xi măng này. Vâng. 10 triệu. 10 triệu một cây. À, cái chum kia. Chum mà nhiều lộc. Đúng, hết từ cây to về hết. À đây thì còn cái bình gốm này thì nó không giá sao? Tầm 2-3 triệu lại. À 3 triệu lại, hay đấy nhỉ, nhiều lựa chọn nha. Ừ, ông nào đam mê bonsai chơi cái này, mấy cái này thì hay quá, cái này quả to nha. Tươi tắn. Nhà mình từ đâu đấy bác, đến đấy bác? Văn Giang mà quất to, ơi có khi hơn cả Tứ Liên đấy nhỉ. Đấy, rất tươi tắn. Bây giờ thì kỹ thuật công nghệ nó xem nhau rồi. Anh em quất thế đổ đi theo chân khách. Đây này, cây này quả nhiều kinh điển nha, kiếp quả này mà nó căng nhỉ, con này nó càng chín nó càng căng mọng này. Quả rất to nhá, nó cứng cây nhỉ, toàn cây nó không lả lướt, nhìn cứng cây thích rồi. Quả này mặc dù để rất nhiều quả nhưng mà quả vẫn to. Chơi này thì yên tâm không sử dụng. Này, nặng quá này. 3 triệu một bình. Những cái như này là 3 triệu hả bác?
quá. Qua mưa mà phát cây sạch mà đâm không phải tưới. Anh em nhìn này, không kém gì quất tứ liên đâu các bác. Đấy, thực tế mình đã lên tận tứ liên rồi thì thấy nó cũng chỉ có một vài nhà là quất nó đẹp thôi, và thậm chí cũng toàn nhập ở các nơi lên, mà mình làm sao mà sản xuất được, phải nhà ai cũng tài năng đâu. Đó. Chúng bây giờ là cũng chơi là đẹp nhất rồi, đất rẻ thì thôi không nói đến, nhưng mà để chơi được bây giờ là căng đẹp nhất rồi. Từ trước Tết Dương thì chơi thì nó gọi là hơi sớm tí, bây giờ thì không sớm nữa rồi. À, cây kia nó dã man này. Anh em nào thích sum xuê sung túc thì chơi cây này, quả nó như mút luôn. Những địa điểm rất là tốt để anh em đi mua sắm. Xem những cây hồ lô này, quất được bây giờ quất được chăm sóc ở trên chậu nó ổn định rồi, cho nên là nó rất là tươi tắn rồi. Và nó đứng cây này, cái dăm cái lá nó rất dày này, quả nó cũng dày luôn. Đấy. tươi tắn là ăn điểm rồi, nhét vào đây tài tình thật. Đấy. Vừa khít cái miệng luôn. Hồ lô à, đã có người đã có người chốt mở hàng sáng nay. Bây giờ là 8 giờ sáng. Đấy. Lên xe. Cái đấy có nhiều quả xanh nhỉ, có những quả rất là to, lộc lá hoa đầy đủ. Để ra xem là bác này bác mở hàng rất là sớm. Sáng sớm đã mở hàng rồi đấy. Khó phết nhỉ. Thứ năm này phải nằm bên này, nằm cái lưng nó xuống. Không phải đơn giản đâu. Cho nằm luôn, nằm con khó này. Bây giờ cố định nó mới khó. Này mà mình đi xe con mà nhét vào thì hơi vất vả nhỉ. Đấy. Đây, những cái hàng mà nó có nhiều quả xanh đấy, đa số người ta để những cái quả ngọn này, những quả trên ngọn này, nó cứng cây, nó dồn toàn lực nó nuôi cái quả ấy thôi. Lộc lá xanh tốt, được, vừa khít. Vẫn còn thoải mái. À, nhưng mà có người ngồi đấy thì giữ thoải mái, chứ cái xe con thì khó. Như cây này. Sân vận động Mỹ Đình. Anh em nào đi xem bóng đá thì sẽ ngắm luôn đào quất. Đây, có những cái cành nhỏ nhỏ này, quả nó to như quả quýt luôn này. Đó mà luôn. Mấy trăm nghìn một cái này thôi. À,
tươi tắn lắm cả nhà. Nhà các bác nhỏ nhỏ thì chơi như thế này thôi. Đây này. Chứ nhiều khi các bác mua những cái cây mà nó người ta bứng lên, mới bứng lên xong rồi mình trồng vào chậu nó không tươi đâu. Còn chơi cái này thì yên tâm luôn. Quả rất bự nhá. Đây là quất kiểu như dáng đào, những cái dáng truyền thống này. Bông tán này. Dáng này thì bây giờ thì chủ yếu ở những cái nơi nhà thờ hoặc là những cái cơ quan lớn, cơ quan nhà nước có không gian người ta chơi thôi. Ui, cái này khéo nhỉ, có bộ viện lọ nó bé tí nhỉ, nhưng mà bình vôi. Trời, thay cái lọ hoa luôn. Bình vôi đây. Bốn trăm. Cái này đẹp chứ ấy vàng vàng mà thôi. Và thì đứt trọng là nó bế ra ấy chứ. Ai muốn trọng nhất, nó bế ra cái này. Tươi tắn nhỉ. Quả to đấy. Quả to. Đây đấy, nhiều quả. À đấy, ông sút hai cây luôn này. Đúng rồi, chỗ nào cũng yên đấy. Đúng rồi nhá, nó kích động. Đúng rồi đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cây đẹp đấy. Cái này có bây giờ cho lên đấy chứ. Cây đẹp đấy. Cho ghế được không? Chê, đẹp hơn. Chính đây, cây đấy vỡ chậu này hay, cho vào cái chậu khác đẹp hơn. Hay. Cây đấy đẹp nhất trong cái chỗ này. Xum xuê bé. Cái đấy về thay cái chậu khác đi. Cái đấy về chậu khác ngon hơn, đẹp hơn cả chậu này luôn. Đấy, khôn phết đấy. Vâng. Vâng. Đấy, nhiều khi trong cái rủi lại có cái may kiểu vậy. Nhiều lựa chọn lắm cả nhà. Đấy, quất đây, từ bình dân cho đến tầm cao cấp, từ nhà nhỏ cho đến nhà to. Đây này, cái này này, quả nó có phần nó kiểu như là nó không kiểu như mịn như này này, nhưng mà được cái nhìn nó cảm giác nó rất là tươi. Ok, tươi. Đấy. Ok, để xin phép ở sang gian hàng khác. Như vậy là đầu giờ sáng, 7 rưỡi 8 giờ sáng đã có người mua rất là sớm rồi. Đấy, chơi nhanh kẻo Tết các bác nhé. Chúc các bác chọn được những cái cây quất ưng ý.